Anh đèo ác đấy nhờ. Lấy đi sửa anh. Bị hỏng à? Thủng hết xăm rồi. Anh cứ đi đi. Đưa qua, qua đường mà. Chở ác đấy nhờ vâng. Đường này. Đường này là đúng là khổ cho giáo viên đêm mà. Trên này có điểm trường không? Có điểm trường học sinh ở đây mà. Trên này là có nhà văn hóa thôn với cả điểm trường à? Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thôn Pồng Trầm. Thì hôm trước thì mình có nghe trưởng thôn anh Trư ở bên trưởng thôn Pồng Trầm đấy kể bảo là trong thôn có một hộ gia đình có hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Nhưng mà hôm nay anh Trư bận công việc nên là không thể ra đây đưa mình vào trong hộ đấy được. Thì đã nhờ anh Cường, anh Cường là làm bên thôn đội trưởng, sẽ dẫn mình vào trong nhà đấy. Ở trong thôn này là có bao nhiêu hộ anh tổng ấy? Tổng tất cả là 73 hộ. Bây giờ là đến nhà em. Ôi, nhà vẫn lập bằng lá danh à? Lập bằng lá danh giống nhà em Lân. Đâu chủ nhà đâu rồi? Ờ, em chào anh, chào chị. À, đây hai vợ chồng à? Đây là chị dâu. Chị dâu đến chơi à? Em tên là gì? Em tên là Sần ạ. Sần sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 96. À Sần ơi. Dạ. Anh bảo này, hôm nay anh vào thăm gia đình thì không có gì đâu, mua cho em một bao gạo với một thùng mì thôi nhá. Thế bình thường hàng ngày em đi làm gì? Em hay đi làm ngoài Hà Giang nhiều. Đi làm thuê à? Vâng, đi làm thuê. Đi làm gì ngoài đấy? Đi xây. Phụ xây à? Bảo. Thợ xây hay là phụ? Đi vừa phụ vừa thợ. Vừa phụ vừa thợ à? Thế là được đấy, thế là biết xây phải không? Vâng, biết xây. Thế vợ ở nhà làm gì? Vợ ở nhà thì làm nương. Đi làm nương à? Ừ. Nhà em là nhiều nương không? Ít rồi. Thấy ngô cũng nhiều đây, trên gác đầy ngô đây. Nhà có lại ăn ít thôi chứ. Nhà em có trâu bò gì không? Nhà em thì cũng nói chung là vừa ra này là em chưa có. Chưa có châu bò chưa, à? Chưa có châu bò. Có nuôi lợn không? Nhà em không nuôi đâu. À, đấy, quay qua cho các bác xem này. Nhà của em Sần. Vợ tên là gì? Vợ tên là Pà. Pà. Vâng. Sần Pà. Vâng. Tên nghe đặc biệt quá nhỉ? Nhà em Sần này cũng lập bằng lá danh. Nhà em này làm lâu chưa? Anh Cường. Nhà em Sần này làm lâu chưa? Làm được gần 3 năm. Gần 3 năm à? Thế cũng làm lâu rồi chứ. Anh này là hàng xóm à? Dạ. Vâng. Anh em ruột đây mà. Anh em ruột luôn à? Vâng, đây anh trai anh nhà đây này. Mấy anh em là nhà gần nhau à? Vâng. Đây mấy nhà này toàn anh em hết mà. Vâng. Còn mẹ đẻ bốn nhà liền. À là chị này là vợ anh này. Không. Chị này là chị của anh trai chị anh. Vợ anh trai nữa. Nhà xây trên kia. Thế nhà anh là mấy anh em? Sáu anh em không mà. Sáu anh em à? Vâng. Mấy trai mấy gái anh? Ba gái, sáu trai. À. Sáu trai ba gái. Chín người. Chín anh em. Chín anh em. Ôi giời. Cái bố mẹ anh cũng thuộc dạng đẳng cấp đấy. Nếu chung đẳng cấp thì trung cấp đi chưa. Thuộc dạng khá với tốt đấy, không có thuộc diện trung bình đâu. Xe phản nhất nhì. Bảo cũng nhất thì cũng phải nhì rồi. Thế là ba anh em anh là gần đây à? Ờ. Sần là 9 mấy? Em 96 à. 96 à? Vâng. Cũng lấy vợ người trong thôn này luôn à? Không, em lấy vợ trên quần bà về.
Đây, Phành ngồi đây này. Bác. Phành có anh em bên này nhiều phết đấy chứ nhờ. Bên này người quen mà. Toàn người quen thôi. Bên thốn trỏ, cả phơ, cả hải cả thế. Thế chị này là chị nào? Không chị. Cô. À cô à? Cô ruột đấy phải không? Cô không hả? Cô nhà chú bác, các ông bà. Anh ơi, uống nước cô đây. Con chú con bác đúng không? Nước đi, Cường. Ở đây. Cháu uống nước đi. À, nước đi. Anh uống nước anh Cường đây. Nước đi. Cả nhà uống nước. Này kèn đã lỏ. Đường lên nhà em Sần này khó quá. Nếu mà trời mưa thì đúng là không lên được. Đi xe máy. Mai mà còn gần đấy. Đi tiếp trên kia còn. Trên kia còn xa nữa cơ. Trên kia còn xa. Trên kia còn xấu hơn nữa. Nhà đường đi lên nhà trưởng thôn phải nói là mưa như này là đi bộ thôi anh ạ. Bó tay luôn à? Chỉ có cốc bộ. Em Phành được lên đấy bao giờ chưa? Em lên nhiều rồi mà. Có cô gì ở trên dưới nhà trưởng thôn ấy, là cô gì em cũng hay đi ra đấy mà. Cô nhà gì á? Cô gì á? Cô gì? Gọi là gì à? Đây là cái chuồng gà nhà em. Cũng không khác gì chuồng gà của nhà em Lân ở bên Khâu Miền. Còn đây là cái chuồng lợn nhà em Sần. Những chuồng lợn nhà nghèo thật. Đủ nhốt một con lợn thôi. Đấy, nuôi lợn chẳng khác gì như kiểu là lợn đi tù. Đấy. Chuồng lợn bé tí. Vừa đúng một con lợn. Xung quanh nhà em Lân này toàn nương ngô, trên kia nương sắn. Thôi bây giờ anh xin phép anh đi về đây, xin phép Hải Trồng. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Không có gì nhá. Hôm nào nếu mà có thời gian thì anh lại vào đây chơi. Thế về nhà Sừng nhá. Thế đi, anh Cường ơi. Dạ. Yeah. Thôi em xin phép chị nhá. Chào hai vợ chồng nhá. Ơ, đi đường nào nhỉ? À nhầm. À, đây bên này cũng một cái nhà danh đây. Bên này là nhà của ai đây? Ờ, nhà em. À, nhà anh trai đấy à? Anh trai của Sần đấy à? Ôi dồi ôi. Hai anh em ở gần nhau nhìn nhà ngang cơ nhau, không khác nhau là mấy. Hai nhà đều lợp bằng lá danh, vách nứa. Khó khăn quá nhỉ, khu này ấy. Khu này nó cũng bằng mà, đất đai trồng được nhiều ngô đấy chứ. Có cả nguồn nước về đây. Nước này chẳng qua thời gian nó mưa thôi. Mưa mới có nước à anh? Ôi. Mưa thì nước cũng ít. Anh tên là gì? À, Vân. Anh Vân à? Em trai là Sần. Ôi dồi ôi, hôm nay thì thấy trưởng thôn bảo là nhà em Sần này thôi. Không ngờ là hai anh em này ở gần sát nhau luôn. Hôm đấy vào nhà em Sần thì bảo là nhà em ấy có 9 anh em, 6 trai 3 gái. Úi dồi, đông, đông thế cả. Bây giờ là hai anh em trai lại gần nhau. Thế nhà ông bà là ở đoạn nào? À, ông bà đây. Nhà ông bà sát đây luôn à? À sát đây mà. Bên thế còn một anh trai nữa là ở đâu? Anh trai thế này nữa. Anh trai cũng ở gần đây, anh trai cả. Không, anh cả thì ở bên Phố Lạp rồi. À, nhà ông bà nhà to này cả. Không, đây là nhà anh thứ ba. Nhà anh thứ ba à? À, nhà anh thứ ba lại được nhà to. Năm ngoái nhà nước hỗ trợ. Nhà nước hỗ trợ xây à? Cái chương trình cựu chiến binh à? Đúng không? Không phải, năm ngoái mà nó hỗ trợ 60 triệu. Đây là anh trai thứ ba. Thế anh trai thứ hai. Anh là thứ mấy? Đây là thứ tư. Anh thứ tư. Còn Sần là thứ năm. Sần là thứ năm. Vâng. Ôi trời ơi, nếu mà em mà gặp mấy anh em nhà anh thì em chắc em cũng không nhận ra ai. Vâng. Bởi vì đông quá. Đây là chị gái mà. À, đây. Còn kia là chị gái. Vâng. Thế chị áo trắng như là chị dâu. Không, chị gái. Chị gái à? Chị áo đỏ là chị dâu.
Thế chị gái chưa lấy chồng à? Lấy rồi. 9 anh em là lấy chồng lấy vợ hết rồi. Lấy hết rồi, còn đứa Út thì lấy vợ. Út là sinh năm bao nhiêu anh? Út là 204. 204 rồi. Đây là nhà anh Vân này. Hai nhà, nhà anh với nhà em là sát nhau luôn. Như kiểu bản sao ấy nhờ. Nhà anh ở trên cao tí, nhà em dưới thấp hơn một tí. Phải không chị? Anh em toàn thế. Đâu em đi vào xem nhà anh xem nào. Nhà... Hôm trước thì cũng thấy trưởng thôn anh Trư ấy, anh bảo là nhà em sần là khó khăn, bảo thế thì em vào quay xem là hoàn cảnh gia đình như thế nào. Ôi. Bắt đũa còn chưa được, bẩn lắm. Cái này anh phải quét gọn vào sạch vào. Nhà anh cũng ở tách ở riêng lâu chưa? Tách từ 27 rồi. Năm 27 rồi. Vâng. Thế mà bây giờ nhà anh vẫn thế này. Vâng. Bình thường anh có đi làm xây làm thuê gì không? Anh bình thường đi làm phủ xây thôi. Bình thường anh đi phụ xây à? Vâng. Hôm nay là em vào thăm nhà em trai của anh thôi. Vâng. Nhưng mà cũng không ngờ là nhà anh lại còn hoàn cảnh hơn nhà em trai của anh. Vâng. À, quay cho các bác xem. Hôm nay là vào thăm nhà em Sần thôi. Đấy trưởng thôn anh Trư có giới thiệu bảo là vào thăm nhà em Sần. Nhưng mà vào đây là gặp nhà anh trai của em Sần. Còn khó khăn hơn cả nhà em trai. Bát đũa anh này anh để gọn vào. Chẳng chuẩn bị rửa anh tí rửa sạch. Anh có nước đây mà rửa sạch sẽ vào. Bởi vì không để dưới đất này nó bẩn lắm. Vừa làm nương trong nhiều cách ăn xong chưa rửa. Nhà anh là có cơm ăn không? Có gạo ăn không? Gạo thì không có, ăn mềm mén nhiều. Toàn ăn mềm mén vào. Vâng. Thế chị đi đâu rồi? À đi làm rồi. Đi làm nương rồi à? Không, đi làm Hà Nội. Ai ra? Đi tận Hà Nội làm. Vâng. Đi làm công nhân à? Vâng. Có anh năm nay đây có đây à? Không, đây là em trai. À em trai Út đấy à? Thành con ngủ rồi. Anh là có mấy cháu? Một đứa đó. Một cháu à? Vâng. Cháu được mấy tháng mấy tuổi rồi? Gần đến tháng 7 được 4 tuổi tròn. 4 tuổi tròn rồi à? Vâng. Thế thôi, nói chung là nhà khó khăn thì để một đứa trước thôi. Vâng, dài ra lâu chứ để sao? Vâng. Để cho con cả lớn tí đã. Ôi, nhà anh khó khăn quá. Ừ, khó khăn. Em không ngờ đâu mà. Ừ. Em là vào thăm nhà em trai của anh thôi, nhưng mà không ngờ là nhà anh lại sát đây. Vâng. Cũng ngang nhau. Đấy, quay cho các bác xem một vòng nha. Nhà anh Vân. Có một cái giường ở đây này. Thế vợ anh đi làm công nhân kia đi làm lâu chưa? Gần được 2 tháng rồi. Thế tháng trước có gửi tiền về không? Cũng chẳng thấy gửi tiền về. Thế có gọi điện về nhà không? Có. Vẫn gọi điện về cho anh thôi gì? Vâng. Thế làm ở dưới kia thì tháng bao tiền? Anh có hỏi chị à? Ôi, anh cũng chẳng hỏi em tháng bao nhiêu, anh chẳng hỏi. Không hỏi đâu à? Vâng. Nhưng mà chị vẫn gọi điện về nhà thôi gì? Vâng. Vẫn liên lạc với nhau thôi gì? Vâng. Anh chả con đông ấy, dựa tiền về không, anh tự lo liệu ở gia đình, anh tự lo liệu được. À, khác lo à? Ừ. Khác anh, cho con đi học. Khác cho con đi học. Anh ở nhà anh... Vẫn đi phụ xây. Phụ xây các kiểu. Ừ. Nào đi... Thôi cố gắng anh ạ. Vâng. Không thì gia đình không cố gắng thì cũng chẳng có gì đâu. Vâng. Anh còn biết xây thì cố gắng đi làm xây. Vâng. Đi phụ xây cũng được. Ngày 200-300. Ừ. Thế đâu, làm được bao nhiêu lấy bao nhiêu. Cố gắng ở nhà lo cho con để làm ăn được bao nhiêu lấy bao nhiêu. Vâng. Các em xin phép em về nhá. Vâng. Hôm nào có dịp thì em vào chơi nhà anh sau. Vâng, vâng. Vâng. Hôm nay là em cũng có mang một bao gạo với một thùng mì là em lại cho nhà em trai của anh rồi. Vâng. 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 Không có quà gì cho anh. Vâng, cảm ơn nhé. Vâng, đợt sau vào thì em sẽ có quà cho anh. Vâng, cũng tình cờ gặp anh Vân ở đây, anh trai của Sần. Có gì là hôm nào anh em gặp nhé. Vâng, vâng, thế em xin phép em về đây. Vâng.
Nhà ông bà là sát ngay đây à? Ba anh em ở gần nhau luôn. Ba anh em gần nhau luôn. Thôi em xin phép nhá anh Vân ơi. Cảm ơn nhá. Vâng, không có gì, anh có cảm ơn gì em. Em có cho anh được cái gì đâu. Không có gì, nhưng mà anh em vất vả lắm. Vâng. Đi đường nào bây giờ? À, đi đường này đi. Em về nhá. Hôm nay là vào thăm nhà em Sần đây này. Nhưng mà không ngờ lại ông anh trai lại cũng gần sát đây luôn. Hai nhà sát nhau. Em về nhá chị nhá. Em chào chị. Ôi, thế chứ nhà trên này lại nhà nào tiếp đây? À, nhà bếp rồi gì? Tưởng lại xuất hiện thêm một nhà nghèo nữa. Nhà anh trai, nhà anh Vân, còn đây là nhà em Sần. Hai anh em là ở sát nhau, ba anh em. Nhưng mà anh trai đầu tiên là làm được nhà xây rồi. Nhà khó khăn quá nhờ, hai anh em ấy. Thôi anh Cường, bây giờ anh về nhá. Em xin phép đây. Vâng, cảm ơn anh nhá. Để hôm nào em vào sau, để em vào nhà anh sau. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vâng, vất vả là anh, anh dẫn đi vất vả hơn chứ. Thôi em về đây. Vâng, em chào anh. Tán đường đất rồi. Lắm, bây giờ hôm nay có thằng nào hôm nay là trưởng thôn ở bên Pồng Chằm là không xuống được. Nhà chủ trưởng thôn còn qua đoạn đường đất này đi rất là nhiều. Tầm 2 cây đấy nhờ. 2 cây đấy mà. Đoạn đường đất 2 cây. Mưa là không khác gì đi trên ruộng. Úi giời ơi, úi giời ơi, từ từ thôi. Úi giời ơi. Ây, từ từ nha. Úi giời ơi. Bàn lắm. Bàn kinh thật đấy nhờ. Đường này đúng là mưa, bảo là hôm nay thảo nào trưởng thôn nó không hạ sơn được. Nên là phải nhớ thôn đội trưởng. Quá khó khăn luôn. Nhà em Sần cũng nghèo nhờ. Không có một cái gì. Hai vợ chồng cũng đi làm thuê đấy chứ có phải ở nhà đâu. Trong cái... Vẫn đi phụ xây, vẫn đi làm được nhưng mà cũng không tích góp được. Chắc cũng đủ tiền chi tiêu thôi. Tiền là... Thằng nghèo quá. Năm mới 19 đấy. Xong là nói chung là người ở trong này thì không đi làm được theo tháng đâu. Có nghĩa đi làm mấy hôm xong lại ở nhà làm nương. Nên là cũng chả dư giả đồng nào. Mưa thì đi làm sao được. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Ờ. Ờ, các anh ở đây. Ừ, mới chào. Đó đó, ôm này. Đấy, tụi ấy mình lên đây, xe mình đến đây là chịu không đi được. Nên là phải gọi trưởng thôn Phành từ bên Khâu Miền sang. Để mà tiếp sức. Đoạn đường này đi lên đến chỗ nhà văn hóa thôn này nó khoảng độ hơn một cây.
thì toàn đi cái đường đất này. Trên này là có một điểm trường mầm non với cả nhà văn hóa thôn ở trên này. Đường đi khó lắm. Bây giờ hứng nắng rồi, sáng nay là đoạn này lầy hết. Đi lên đến đây là chịu. Anh đi đâu về này? Vâng. Em đi làm cái thẻ căn cước kia. Cũng để xe đây không đi đưa lên được à? Vâng, vẫn để đây mà. À, đấy, xe số này còn không lên được mà. Sáng nay là với trưởng thôn Phành là đẩy xe lên, một người ở đằng sau về đẩy. Trưởng thôn đang chát nhà bên kia phải gọi sang cầu cứu. Đấy. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.